Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá xe Tega Honda S-Mod 2021 mới nhất trong tháng 5 năm 2021, nhiều xe đã giảm giá. Nhiều phiên bản của cái dòng Tega ăn khách Honda S-Mod 2021 đang có mức giá bán thực tế giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với thời điểm tháng trước. Cái chiếc Honda S-Mod được định vị là một trong những cái dòng Tega hạng sàn, dù vẫn đặt ở phía sau đó là cái dòng Honda SH. Vì thế gần đây cái chiếc S-Mod 2021 luôn nhận được cái sự yêu thích của rất nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là những phái đẹp. Vì phần S-Mod có thiết kế đẹp, nhưng quan trọng hơn là so với SH thì S-Mod có mức giá trị mềm hơn hẳn. Với một mức giá bán đề xuất dao động là từ 54 đến 59 triệu đồng thì Honda S-Mod vẫn nằm trong cái tầm giá của rất nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên cái mẫu xe này trong thời gian dài luôn được bán ra chỉ mức giá thực tế cao hơn rất nhiều so với mức giá đề xuất. Mức giá này tùy theo từng phiên bản và từng khu bán xe. Hiện tại các phiên bản Honda S-Mod tại các lý ở Hà Nội có mức giá bán trên cao từ 8 triệu rưỡi đến 12 triệu 800 đồng. Trong khi đó khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cái mẫu xe này có mức giá bán trên từ 12 triệu 600 đồng lên đến là 14 triệu 600 đồng. Giảm hơn so với tháng trước là từ vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Trong cái phân khúc xe Tega hạng sang hiện nay thì cái chiếc S-Mod 2021 cũng có ít hữu cạnh tranh trực diện. Mẫu xe này nó bật thiết kế mang đậm cái chất xe của châu Âu. Thiết kế thì được cái sự tinh tế, thanh lịch. Trên xe còn có nhiều trang bị mới ước như cái chìa khóa đường mình smart key, ổ sạc USB, hệ thống phanh ABS, hốc đựng đồ nhỏ phía trước cùng với cốp đựng đồ tiện ích. Các chiếc Honda S-Mod có một cái sức mạnh đến từ cái động cơ EV cộng 4 van thông minh hay mới, đạt được cái công suất ra là 8.2 kW tại ngưỡng mồng tu là 8.500 phút, mô men xoắn cực đại là 11.7 Nm tại ngưỡng mồng tu là 5.000 vòng/phút. Với cái sức mạnh này thì Honda S-Mod tỏ ra vận hành linh hoạt trên cái đường đi. Để giúp các bạn xem biết có nhiều thông tin tham khảo, chúng tôi sẽ cập nhật giá xe Honda S-Mod mới nhất trong tháng 5 năm 2021. Cái chiếc Honda S-Mod cái bản thời trang CBS 2021 với mức giá bán đề xuất là 54 triệu đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động là từ 62 triệu 500 đồng đến 63 triệu đồng. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 66 triệu 500 đồng đến 67 triệu đồng. Honda S-Mod cái bản thời trang phanh ABS 2021 với mức giá đề xuất là 58 triệu đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động là từ 70 triệu cho đến 71 triệu đồng. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 72 triệu 200 triệu đồng đến 73 triệu đồng. Honda S-Mod phiên bản cá tính 2021 có phanh ABS. Mức giá bán đề xuất là 59 triệu đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 71 triệu 300 ngàn đồng đến 71 triệu 800 ngàn đồng. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 73 đến 73 triệu 700 ngàn đồng. Lưu ý, giá sử dụng tới còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Chi tiết nhớ like, subscribe.